Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả nhà báo Huy Đức. Ngày 10 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng sau khi Việt Nam khởi tố nhà báo Huy Đức. Theo đó, Mỹ kêu gọi Việt Nam tôn trọng tự do ngôn luận của người dân và tái khẳng định nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sau khi Bộ Công an Việt Nam tuyên bố đã bắt giam nhà báo Trương Huy Sang vì những đăng tải trên mạng xã hội của ông. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết cơ quan điều tra an ninh của Bộ Công an hôm 7 tháng 6 ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nhà báo lấy bút danh là Huy Đức, khẳng định những thông tin trước đó được nhà văn Trần Thanh Cảnh nói với VOA và từ mạng xã hội về sự mất tích của nhà báo này từ ngày 1 tháng 6. VOA dẫn truyền thông trong nước, cơ quan an ninh điều tra khởi tố ông Huy Đức tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một cáo buộc thường bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì cho là vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Chúng tôi thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người ở Việt Nam, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ oan uổng. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong email trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc Việt Nam bắt giữ nhà báo Huy Đức, người từng được Bộ Ngoại giao Mỹ trao học bổng Humphrey Fellowship để tu nghiệp tại Đại học Maryland từ năm 2005-2006. Hình ảnh nhà báo Huy Đức. Theo VOA, nhà báo Huy Đức, tác giả của cuốn sách Bên thắng cuộc, không được lưu hành chính thức ở Việt Nam, cũng là người nhận học bổng của Nehmen Foundation tại Đại học Harvard, Mỹ vào năm 2012-2013 và từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Cuộc chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns ra mắt năm 2017 với tư cách là một người được phỏng vấn. VOA trích dẫn tuyên bố của dự án 88, nhóm giám sát đa quốc gia về nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng vụ bắt giữ nhà báo Huy Đức thể hiện một cuộc tấn công đáng báo động vào quyền tự do báo chí và là vụ mới nhất trong một cuộc đàn áp đang diễn ra nhắm vào các nhà cải cách. Tổ chức phi lợi nhuận đăng ký hoạt động tại Mỹ này đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt Hà Nội vì đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trả lời yêu cầu phản hồi của VOA trước lời kêu gọi của dự án 88, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhân quyền là trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và chúng tôi thường xuyên tham gia với các đối tác chính phủ Việt Nam trong các cuộc trò chuyện thẳng thắn về các mối quan ngại và nhân quyền ở mọi cấp độ, tìm kiếm tiến bộ trong các vấn đề như tự do ngôn luận, tự do hiệp hội và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Hình ảnh luật sư Trần Đình Triển. VOA cũng cho biết trước khi bị bắt, ông Huy Đức đã đăng tải những bài viết trên Facebook cá nhân, hiện đã bị đóng. Kể từ khi có tin ông bị cơ quan chức năng đến khám nhà và đưa đi hôm 1 tháng 6, trong đó, ông chỉ trích về sự tập trung quyền lực quá mức của Bộ Công an trước khi Bộ trưởng Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước và kết quả không như mong muốn của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Vẫn theo VOA, các tổ chức quốc tế gồm Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, Bảo vệ Ký giả, Phóng viên Không biên giới và Văn bút Mỹ đã lên tiếng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam thả tự do cho nhà báo Huy Đức một cách vô điều kiện và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Giám đốc văn phòng châu Á của Phóng viên Không biên giới nói trong thông cáo đưa ra hôm 7 tháng 6 rằng các bài viết của nhà báo độc lập Huy Đức là một nguồn tin vô giá giúp công chúng Việt Nam tiếp cận những thông tin bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. VOA cho biết thêm, vụ bắt giam nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển, người cũng bị công an khởi tố cùng tội danh theo Điều 331, diễn ra không lâu sau khi Liên minh châu Âu công bố phúc trình nói rằng không gian dân sự ở Việt Nam ngày càng bị thu hẹp, trong khi ân xá quốc tế nhận định rằng giới bất đồng chính kiến tiếp tục bị đàn áp và quyền tự do biểu đạt của họ bị xâm phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ Ngoại giao Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả nhà báo Huy Đức. Su-57 đầu tiên của Nga tổn thất trong chiến tranh Ukraine. Ngày 9 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin, Ukraine tuyên bố lần đầu tấn công chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga. VOA dẫn cơ quan tình báo quốc phòng GUR của Kiev cho biết hôm 9 tháng 6 rằng lực lượng Ukraine lần đầu tiên đã tấn công một máy bay chiến đấu Sukhoi thế hệ mới nhất của Nga là Su-57,
tại một căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga. Đồng thời, cơ quan này cũng đưa ra những bức ảnh vệ tinh để xác nhận cuộc tấn công. Trong một bài đăng trên Telegram, GUR không nêu rõ cách thức Su-57 bị tấn công hoặc bởi đơn vị nào của quân đội Ukraine. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cũng dẫn một blogger quân sự ủng hộ chiến tranh nổi tiếng của Nga, người tự gọi mình là Fighter Bomber và tập trung vào lĩnh vực hàng không, cho biết rằng tin tức về cuộc tấn công Su-57 là chính xác và nó đã bị máy bay không người lái oanh kích trúng. GUR cho biết chiếc máy bay đang đổ tại sân bay Arthurinsk, nơi cách tiền tuyến ở Ukraine giữa Ukraine và lực lượng xâm lược Nga 589 km. Các bức ảnh cho thấy vào ngày 7 tháng 6 chiếc Su-57 vẫn nguyên vẹn và vào ngày 8 tháng 6 có những miệng hố do vụ nổ và các điểm cháy đặc trưng do hư hại vì hỏa hoạn gần đó, GUR nói. Theo VOA, Ukraine đã phải chống chọi với cuộc xâm lược toàn diện của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên sâu vào hàng trăm km lãnh thổ của đối phương bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ukraine đã tập trung chế tạo máy bay không người lái tầm xa để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Blogger người Nga Fighter Bomber cho biết chiếc máy bay chiến đấu đã bị trúng mảnh đạn và thiệt hại hiện đang được đánh giá để xem liệu máy bay này có sửa chữa được hay không. Ông nói rằng nếu chiếc máy bay này được coi là không thể sửa chữa thì đó sẽ là tổn thất chiến đấu đầu tiên của Su-57. Bên cạnh đó, VOA dẫn phóng viên quân sự Alexander Kachenko của thông tấn xã nhà nước Nga đăng một thông điệp ẩn ý không trực tiếp thừa nhận cuộc tấn công, nhưng chỉ trích việc thiếu nhà chứa máy bay để bảo vệ máy bay quân sự. VOA cho biết, mặc dù được quảng cáo là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga để cạnh tranh với máy bay tương đương của Mỹ, Su-57 vẫn gặp khó khăn do sự chậm trễ trong quá trình phát triển và một vụ tai nạn vào năm 2019. Hình ảnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết thỏa thuận song phương về cam kết an ninh và hỗ trợ lâu dài. Theo nhà sản xuất, việc sản xuất hàng loạt máy bay này đã bắt đầu vào năm 2022. Nó là một máy bay chiến đấu có khả năng thực hiện nhiều vai trò khác nhau trên chiến trường. Trước đó, ngày 31 tháng 5, VOA cho hay, theo sau Mỹ, Berlin cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Đức để tấn công các mục tiêu ở Nga. VOA dẫn lời một tuyên bố của chính phủ Đức ngày 31 tháng 5 nói rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để chống lại các cuộc tấn công của Nga từ các vị trí ngay sát biên giới chung. Chúng tôi cùng tin rằng Ukraine có quyền, theo luật pháp quốc tế, để tự vệ trước những cuộc tấn công này, tuyên bố nói. Thông báo của Đức được đưa ra vài giờ sau khi tên lửa đạn đạo của Nga lao vào một khu chung cư ở Kharkiv và giết chết ít nhất 4 người trong một cuộc tấn công vào ban đêm. Vẫn theo VOA, một ngày trước đó, ngày 30 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Kiev để tấn công bằng vũ khí của Mỹ vào các tài sản quân sự của Nga, với mục đích phản công ở khu vực Kharkiv để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ yêu cầu Ukraine không sử dụng tên lửa của Mỹ cung cấp hoặc tên lửa tầm xa do các loại đạn dược khác để tấn công vào bên trong nước Nga thì vẫn không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Su-57 đầu tiên của Nga tổn thất trong chiến tranh Ukraine. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d